Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 394 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói mưu đồ của Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn đã quá rõ ràng, muốn bắt hết cả hai nhà. Đặc biệt lúc bấy giờ, Luân Hồi Đạo Tôn kiềm chế Vạn Vật Đạo Tổ, còn Nữ Xỉu Đạo Tôn thì đáp xuống cạnh Thiên Phi Đạo Tôn bên trong huyền quan. Nữ Xỉu Đạo Tôn cùng Luân Hồi Đạo Tôn là tồn tại gần với Thiên Tôn nhất trong Đạo Quân Điện, gần bằng Vạn Vật Đạo Tổ cùng Thiên Phi Đạo Tôn, nên có nhiệm vụ giết hai người này. Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn giáng lâm Đại La Thiên, cười to nói với Giang Nam cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn: "Hai vị đạo hữu, chúng ta không nuốt lời đúng không? Vô Cực Thánh Địa ta đã liên minh với Đại La Thiên, là tình nghĩa như huynh đệ, liều mạng đến trợ giúp đây." Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn xanh mét nhìn Giang Nam tức giận nói: "Họ Giang kia, ngươi có ra tay không? Nếu ngươi không làm thì lão nương làm, cứu Thiên Phi xong sẽ phủi mông đi, mặc kệ cả gia đình ngươi tiêu đời." Vẻ mặt của Giang Nam bình thản: "Tẩu tẩu, hãy bình tĩnh, đừng nóng vội." Giang Nam kiên nhẫn khuyên: "Nhóm thứ nhất đã đến rồi đấy." Vô Cực Thiên Tôn cười tủm tỉm nói: "Nguyên Mẫu Thiên Tôn, viện quân chúng ta đã đến đây, ngươi cần gì la lối om sòm như vậy? Ngươi hãy nhìn Nguyên Thủy đạo hữu đi, bình tĩnh biết bao." Nguyên Mẫu Thiên Tôn bực bội nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh cái con khỉ. Họ Giang kia, nếu như lão nương không hợp tác với ngươi thì đã rút kiếm giết kẻ không lạnh không nóng nhà ngươi lâu rồi. Theo ta thấy, cứ lao ra ngoài liều mạng với Vô Cực, Đạo Không, Đế và Tôn đi, oanh liệt một trận, chết thì chết luôn." Giang Nam lắc đầu, tháo vỏ kiếm bên hông xuống nói: "Viện quân đợt đầu của ta đã đến, không cần Đại La Thiên liều mạng." Vỏ kiếm rút ra, Đại La Thiên chuyển động ầm ầm, Đại La Thiên vặn vẹo chui vào vỏ kiếm. Chúng sinh tam giới, quần hùng Đại La Thiên chiến đấu không dứt. Bốn hùng quan, tất cả cường giả phe Đại La Thiên ở trong ngoài ải đều bị Nguyên Thủy Đại La Thiên hút đi. Đám người Vạn Vật Đạo Tổ, Thiên Phi Đạo Tôn, hết thảy thân bất do kỷ cùng Nguyên Thủy Đại La Thiên rơi vào vỏ kiếm của Giang Nam. Keng một tiếng, kiếm ngân lên. Trong vỏ kiếm có một thanh Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm. Bảo kiếm nhẹ rung lên thật lâu mới bình lặng lại. Đại La Thiên mênh mông, 33 trọng thiên, bốn hùng quan, chiến trường chém giết đều biến mất, chỉ còn lại Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn dẫn dắt đại quân phe Đế và Tôn, cường giả Vô Cực Thánh Địa, có người mất đối thủ, có người còn đánh nhau túi bụi. Cường giả phe Đại La Thiên và Nguyên Thủy Đại La Thiên biến mất, Giang Nam thu Đại La Thiên đi giấu vào Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, chỉ còn lại những kẻ thù không đội trời chung. Mọi người ngây ngẩn, tiếp theo ác chiến hoàn toàn bùng nổ. Ở trung tâm Nguyên Thủy Đại La Thiên ban đầu, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn cùng Giang Nam giờ đang ngồi bên trong không trung. Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn giận điên, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Giang Nam quát lớn: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi... ngươi và ta đã giao ước là Thiên Tôn không được ra tay. Tại sao ngươi dám?" Giang Nam dắt Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm bên hông, lạnh nhạt nói: "Hai vị đạo hữu, đừng nóng vội. Ta có ra tay hay sao?" Đạo Không Thiên Tôn buồn bực quát lên: "Ngươi..." Giang Nam thản nhiên nói: "Nếu hai vị đạo hữu trở mặt với ta ngay bây giờ thì hãy nếm thử kiếm phong của ta." Bên trên Nguyên Thủy Đại La Thiên ban đầu, phe Vô Cực Thánh Địa huyết chiến với phe Đế và Tôn là kết cục chắc chắn, không chết không ngừng. Giang Nam mặc kệ Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, hắn nói với Nguyên Mẫu Thiên Tôn: "Tẩu tẩu, ta đi Đại La Thiên nghỉ ngơi lấy sức, chờ bọn họ giết đến kiệt sức rồi là có thể diệt cả hai nhà đúng không?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm, chợt nhớ đến một chuyện, chuyển âm hỏi dồn: "Còn viện quân thứ hai, đợt thứ hai là gì?" "Chờ thi thể Đế Giang xuất hiện là tẩu tẩu biết ngay,
Bây giờ chúng ta cứ ngồi xem hổ đấu nhau đi. Giang Nam đứng lên nói, Nguyên Mẫu, nơi này không còn chuyện của chúng ta, hãy đi quan sát cuộc chiến từ xa đi nào. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đứng lên nhìn chiến trường. Tất cả đạo quân đạo tôn, phe Vô Cực Thánh Địa cùng phe Đế và Tôn đánh nhau túi bụi, thế như nước với lửa. Thực lực hai nhà vốn ghét nhau, không chết không ngừng. Đế và Tôn trách Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn gây ra tịch diệt kiếp cuối cùng, vùi thời đại tiên đạo vào tịch diệt. Còn Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn lại trách cứ Thanh Liên Thiên Tôn ra tay dẫn đến tịch diệt kiếp. Vô Cực Thiên Tôn cần diệt tuyệt tiên đạo để tiến vào tận cùng đại đạo. Ân oán hai nhà quá sâu, lại cộng thêm tịch diệt kiếp cuối cùng đến càng ngày càng gần, cần vô lượng sát kiếp chém hết đối thủ, dành cơ hội sống cho mình. Vì vậy, không cần Giang Nam cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn làm gì, đám người tự động giết nhau đến chết. Huống chi Thiên Quân, đạo quân của Vô Cực Thánh Địa vốn là viện quân giúp Đại La Thiên. Giang Nam rút Đại La Thiên đi, không còn kẻ thù của Đại La Thiên mà chỉ có cường giả Vô Cực Thánh Địa. Thù mới hận cũ, lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa, vào phe Đế và Tôn. Vô Cực Thiên Tôn nhìn chiến trường, thấy đạo quân đạo tôn, thiên quân của Vô Cực Thánh Địa đã thay vị trí cường giả Đại La Thiên huyết chiến cùng phe Đế và Tôn. Dù Vô Cực Thiên Tôn muốn rút đám người ra khỏi chiến cục cũng không thể được. Giang Nam thu nhiều người vào Đại La Thiên rút khỏi chiến cuộc được là vì mọi người ở trong Đại La Thiên. Nguyên thủy Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam, cộng thêm hắn ban nhiều pháp bảo cho quân chủ lực Đại La Thiên. Những pháp bảo này là một phần linh kiện trong Đại La Thiên, thu chúng nó về đương nhiên sẽ kèm theo người nắm giữ. Khi Giang Nam giơ vỏ kiếm ra, nguyên thủy Đại La Thiên tự động biến thành nguyên thủy Đại La bảo kiếm mang mọi người đi. Bảo kiếm đâm vào vỏ, mọi người cũng theo vào trong kiếm. Vô Cực Thiên Tôn không có pháp bảo kỳ lạ như nguyên thủy Đại La Thiên, không thể thu cường giả Vô Cực Thánh Địa về. Đừng nói là Vô Cực, dù là Đế và Tôn nếu không ra tay thì không ai làm được như Giang Nam cả. Thu hết mọi người dưới tay mình thì phải ra tay, hoặc dùng Vô Cực Đạo Trác, Thế Giới Thụ, Hồng Mông Thanh Liên, vậy thì làm trái với giao ước sáu thiên tôn đã đặt ra. Huống chi mục đích vô lượng sát kiếp là cố gắng suy yếu, giết nhiều đối thủ trước khi tịch diệt kiếp đến. Dù là thiên tôn cũng phải có vài người chết để những người khác có hy vọng độ qua kiếp số. Mặt Vô Cực Thiên Tôn xanh mét, hắn lên tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, qua trận chiến này, nhân quả thời đại tiên đạo đã bị diệt 7-8 phần. Mỗi khi nhân quả diệt một cái là đại đạo nhân quả của ta lại viên vãn một phần. Hiện tại, thực lực của ta đã tiến bộ nhiều, đã rất gần với tận cùng đại đạo, mạnh hơn lần trước sáu thiên tôn chúng ta gặp mặt nhau rất nhiều. Sắc mặt Vô Cực Thiên Tôn bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ta rất muốn biết bây giờ thực lực của ta và đạo không có thể tiêu diệt thiên tôn ngươi không? Giang Nam dừng bước lại, xoay người trả lời, Vô Cực đạo hữu, ngươi không thể chém Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn, cũng không giết ta được, nên đã định trước ngươi vô duyên vào tận cùng đại đạo, tối đa là rất gần với nó mà thôi. Ta cho ngươi sống đến bây giờ là muốn nhìn xem ngươi rất gần với tận cùng đại đạo có khả năng độ qua tịch diệt kiếp hay không. Bây giờ ngươi còn kém chút nữa, chưa đến trạng thái mạnh nhất của mình, ta không muốn giết ngươi ngay. Bây giờ giết ngươi thì không nghiệm chứng được gì cả. Khí thế của Vô Cực Thiên Tôn càng lúc càng hùng hổ, hắn mỉm cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng nói khoác như vậy, ta nhìn thấu hết mọi thứ của ngươi rồi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt ngươi. Ngươi không thể dùng Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, nếu không chúng sinh Đại La Thiên trong kiếm sẽ bị giết sạch. Không thể dùng thanh kiếm, thực lực của ngươi giảm gần một nửa. Đạo không đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Đạo không thiên tôn đứng lên dùng mình, hiện ra thân thể chiến đấu, hai đầu, bốn tay, bốn chân, khí thế tăng vọt, sát khí đằng đằng. Vô Cực Thiên Tôn nói không sai, đây là lý do tại sao đạo quả không thể ký thác vào pháp bảo thiên tôn. Dù ký thác đạo quả trong Thế Giới Thụ hay Hồng Mông Thanh Liên, Vô Cực Đạo Trác hay Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Giới Kim Thuyền, thì khi đối diện chiến đấu giữa thiên tôn với nhau sẽ có một khả năng rất đáng sợ. Đó là sức chiến đấu thiên tôn sẽ chấn vỡ tất cả đạo quả ký thác trong pháp bảo. Nếu đạo quân, đạo tôn, thiên quân, phe Đế và Tôn ký thác đạo quả vào Thế Giới Thụ hay Hồng Mông Thanh Liên thì không cần đánh vô lượng sát kiếp làm gì. Giang Nam chỉ cần đánh nhau với Đế và Tôn
là có thể diệt sạch đám đạo quân, đạo tôn hay thiên quân, phá thế lực Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn. Lúc đó, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn nếu không lấy Thế Giới Thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên ra là tự chói tay chói chân mình, hai vị thiên tôn sẽ chết. Cho nên, ký thác đạo quả vào pháp bảo thiên tôn là hành động ngu xuẩn, người có não sẽ không ai làm vậy. Giang Nam thu mọi người dưới tay vào Đại La Thiên. Vô Cực Thiên Tôn cảm thấy đó đúng là cách nghĩ ngu xuẩn. Giang Nam sử dụng Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm sẽ làm các thuộc hạ mất mạng, không dùng thì mình sẽ chết. Chính vì Giang Nam có hành động này khiến Vô Cực Thiên Tôn nhìn thấy hy vọng giết hắn. Cộng với tất cả sinh linh trong thiên hạ, bao gồm đạo quân, đạo tôn, thiên quân đều nằm trong la võng nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Những người này chết đi tăng mạnh đại đạo cho Vô Cực. Đặc biệt trận ác chiến Đại La Thiên tử thương dữ dội, người chết toàn là cường giả, thấp nhất cũng cỡ chân tiên. Đã có hơn 50 đạo quân đạo tôn chết đi, khiến thực lực của Vô Cực Thiên Tôn tăng vọt, niềm tin cũng tràn trề. Không chỉ thế, tuy Giang Nam lấy Nguyên Thủy Đại La Thiên, mọi người phe Đại La Thiên đi, thế nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục. Cường giả phe Đạo Quân Điện và phe Đế Tôn quyết chiến. Các cường giả lục tục chết đi, nghĩa là thực lực của Vô Cực Thiên Tôn vẫn còn đang tăng trưởng. Huống chi, Vô Cực Thiên Tôn có trợ thủ là Đạo Không Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn dùng thân thể chứng đạo, thực lực trên cả Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Đặc biệt, Nguyên Mẫu Thiên Tôn đã dùng hết tiềm lực, mấy ức năm nay không tiến bộ bao nhiêu. Đạo Không Thiên Tôn dùng thân nghiệm chứng tận cùng đại đạo, sờ soạn con đường vào tận cùng đại đạo. Nhiều năm qua đi, chênh lệch giữa Nguyên Mẫu Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn càng lúc càng lớn. Vì vậy, Vô Cực Thiên Tôn tự tin tuyệt đối, đã vượt qua Giang Nam, thậm chí có thể giết được hắn. Giang Nam giao Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói: "Tẩu tẩu, cầm giúp ta, chờ ta giây lát." Nguyên Mẫu Thiên Tôn cầm Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm, lòng máy động khẽ hỏi: "Người không cần hỗ trợ sao?" Giang Nam lắc đầu nói: "Không cần." Ông Vô Cực Đạo Trác hiện ra. Đạo Trác vừa xuất hiện, các hố đen như cái vòng, từng vòng nối nhau trong Đạo Trác. Thực lực của Vô Cực Thiên Tôn đã rất gần với tận cùng đại đạo. Gã có thể thúc giục uy lực của Vô Cực Đạo Trác càng kinh khủng hơn nữa. Năm xưa tập hợp tất cả cường giả Đạo Quân Điện mới phát ra uy lực của Vô Cực Đạo Trác đến lớn nhất được, dẫn sóng tịch diệt kiếp các thời đại tiền sử đến. Bây giờ chỉ dựa vào một mình Vô Cực Thiên Tôn gần như làm được điều này. Có thể tưởng tượng Vô Cực Thiên Tôn tiến bộ lớn cỡ nào. Khí thế của Đạo Không Thiên Tôn cũng hoàn toàn phát tán, sừng sững trong thiên địa, như thể thiên địa xoay tròn quanh gã. Cơ thể Đạo Không Thiên Tôn đè thời không sụp đổ nhập vào người mình. Trong thời không sụp đổ, loáng thoáng có bóng dáng các thời đại tiền sử, như thể Đạo Không Thiên Tôn có thể đè sập thời gian tiền sử, biến tiền sử thành hỗn độn. Đây chỉ là dị tượng, đại biểu cho cơ thể Đạo Không Thiên Tôn đã đến cảnh giới cực độ, đại đạo hỗn độn và cơ thể đến tận cùng đại đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thấy vậy biến sắc mặt. Bao lâu nay Nguyên Mẫu Thiên Tôn không bằng Vô Cực Thiên Tôn, thế nhưng chỉ thua gã một chút, trong khi Đạo Không Thiên Tôn khi chứng Thiên Tôn thì thua kém nàng. Hiện giờ thực lực hai Thiên Tôn đã cường đại đến mức này, hơn xa Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất nhiều. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn chỉ mới phát ra khí thế đã khiến chiến đấu bên dưới bị lu mờ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn chua xót nói: "Lão nương sẽ dùng hết tiềm lực." So với hai Thiên Tôn thì Giang Nam rất đơn giản, không lộ ra chút khí thế nào. Vô Cực Thiên Tôn thụt lùi ra sau. Khi gã lùi, uy lực siêu kinh khủng của Vô Cực Đạo Trác bùng nổ đánh vào Giang Nam. Đạo Không Thiên Tôn cũng sải bước tiến tới, một bước đã đến trung tâm Vô Cực Đạo Trác. Đạo Không Thiên Tôn đứng trong Vô Cực Đạo Trác đấm mạnh vào Giang Nam. Uy thế hỗn độn Thiên Tôn lấy thân chứng đạo chất chứa trong cú đấm này cực kỳ bá đạo. Cú đấm này như thể đè ép bất cứ thời đại tiền sử nào, bất cứ cường giả nào hay đại đạo nào. Cơ thể của Đạo Không Thiên Tôn siêu mạnh, Vô Cực Đạo Trác thì phát huy pháp lực gần bằng tận cùng đại đạo của Vô Cực Thiên Tôn, chuyển thành uy lực kinh khủng. Các lỗ đen thời không trong Vô Cực Đạo Trác không nuốt Đạo Không Thiên Tôn mà là hút Giang Nam. Hai người, một người giỏi pháp lực, một người sở trường là cơ thể. Lúc này Đạo Không Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn phối hợp lại hoàn mỹ vô khuyết điểm, quyết tâm tổn thương nặng Giang Nam hoặc giết hắn, thậm chí ném hắn vào thời không quá khứ.
nhờ lực lượng thời không tiêu diệt hắn hoàn toàn. Giờ phút này đây, Giang Nam bùng nổ khí thế như vực thẳm, như bầu trời nổ tung. Một tiếng nổ vang lên đích tai, thời đại tiên đạo bị chấn cho run rẩy. Vũ trụ ma giới tiên giới đã sớm hoang vắng, tiêu điều, bị khí thế san bằng. Nguyên thủy đại la thiên ấn đè xuống rất là hung dữ, nghênh đón vô cực đạo trác và nắm đấm của đạo không thiên tôn. Âm 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 âm. Một ấn, hai ấn, ba ấn. Giang Nam tiếp tục vỗ mạnh chín ấn pháp, khí thế bỗng thu về, áp lực chấn áp vũ trụ, tiền sử, tương lai đột nhiên biến mất. Vạt áo bay lên, thả dần xuống, Giang Nam xoay người đến bên cạnh Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Giang Nam thản nhiên nói, đi thôi. Bên trong vô cực đạo trác, đạo không thiên tôn dốc hết sức đỡ chín nguyên thủy đại la thiên ấn, khắp người nhấp nhô sắp tan vỡ. Đạo không thiên tôn hoảng sợ muốn truy sát, thế nhưng cảm giác khó gồng sức được. Đại đạo hỗn độn trong cơ thể gần như bị chín ấn của Giang Nam đánh cho ngoan ngoãn, không dám dục dịch. Vô cực thiên tôn lòng rung động, chín kích vô cùng hung mãnh của Giang Nam, hắn cười to nói, nguyên thủy thiên tôn chưa đánh xong mà sao ngươi đã đi rồi? Vô cực thiên tôn dứt lời, chợt thấy vô cực đạo trác to lớn kêu lên răng rắc. Vô cực đạo trác uy nhiếp vô tận, vỡ vụn rồi rơi xuống đất. Giang Nam ngoái đầu nhẹ giọng nói, đừng ép ta giết các ngươi ngay bây giờ. Vô cực thiên tôn cùng đạo không thiên tôn vừa kinh vừa giận, định huyết chiến với Giang Nam. Thế nhưng thế cục bây giờ đã rõ rành rành, bọn họ không bằng Giang Nam. Nguyên thủy thiên tôn quả nhiên bá đạo. Hư không dao động, Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn cùng xuất hiện. Thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên lắc lư, tỏ rõ uy lực báu vật nguyên thủy. Thanh Liên Tiên Tôn cười to nói, nhưng ta cũng cho rằng bây giờ là thời kỳ tốt nhất để tiêu diệt nguyên thủy thiên tôn. Nếu không diệt trừ thiên tôn thì ít ra cần đánh rơi mấy sinh linh trong kiếm của thiên tôn. Mắt vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn bắn ra tia sáng. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân cũng nảy ra ý trừ khử Giang Nam. Giang Nam thu chúng sinh đại la thiên vào kiếm, sử dụng pháp bảo này thì chúng sinh trong kiếm sẽ không chịu nổi lực phản chấn từ công kích của thiên tôn. Còn không sử dụng, Giang Nam sẽ giảm mạnh thực lực. Giang Nam tương đương với tự chặt cụt một tay để chiến đấu với bọn họ. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, báu vật nguyên thủy của Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn không bị trói buộc như Giang Nam. Thế giới thụ Hồng Mông hay Khánh Vân thoải mái mà phát huy hết uy lực. Trước kia Giang Nam còn có thể liều mạng đánh một trận đồng quy vu tận với hai thiên tôn. Bây giờ Giang Nam không còn nguyên thủy đại la bảo kiếm, hắn có thực lực này hay không? Giang Nam nhìn bốn thiên tôn nói, bốn vị đạo hữu, các ngươi đoán sai về ta rồi. Ta luyện chế nguyên thủy đại la bảo kiếm vốn không vì độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng, mà là tương lai dùng nó bảo vệ người khác độ kiếp kia. Ta không kiếp không nán, không cần sử dụng pháp bảo nào. Giang Nam lắc đầu nói tiếp, các ngươi không biết tịch diệt kiếp cuối cùng đến gần thì tu vi của ta tăng nhanh cỡ nào. Kiếp số tịch diệt của ta khủng bố đến đâu, thực lực của ta cường đại đến mức nào. Đế Lân nghe vậy mơ hồ suy đoán được cái gì đó. So với các thiên tôn khác, Đế Lân hiểu sâu hơn nguyên thủy đại đạo của Giang Nam. Đế Lân biết Giang Nam có thể luyện hóa tịch diệt kiếp. Giang Nam có nhắc đến kiếp số tịch diệt của mình và tịch diệt kiếp cuối cùng. Đế Lân đoán ra sự thật đáng sợ. Mời các đạo hữu nhìn trong người ta là biết ngay tại sao ta không muốn đánh với các ngươi. Chờ các ngươi chứng tận cùng đại đạo mới có hứng thú chiến đấu kìa. Giang Nam đứng thẳng, đại đạo trong cơ thể ầm vang, thân thể càng lúc càng vĩ đại, càng lúc càng mênh mông hơn. Bốn thiên tôn bao gồm Nguyên Mẫu Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm. Cơ thể Giang Nam khổng lồ không thể tưởng tượng, như thể người hắn đã biến thành vũ trụ, nội ẩn thời không vô tận. Trong cơ thể Giang Nam xuất hiện tịch diệt kiếp các thời đại, nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên, vân vân. Tịch diệt kiếp từ nguyên đạo đến tiên đạo, 23 thời đại sao động trong cơ thể Giang Nam muốn phá hủy hắn. Đây chỉ là một góc nhỏ tịch diệt kiếp của Giang Nam. Trong người Giang Nam trừ đại đạo 23 thời đại ra, còn có đại đạo vô cùng vô tận, hàng vạn, hàng trăm vạn. Những đại đạo này rơi vào tịch diệt kiếp tuôn ra ồ ạt, cảnh tượng khủng bố biết mấy. Trong cơ thể một người bao gồm vô số loại đại đạo,
tất cả đại đạo ở trong tịch diệt kiếp. Trước mắt những tịch diệt kiếp trong người Giang Nam chưa hoàn toàn bùng nổ, thế nhưng đã siêu đáng sợ. Năm thiên tôn thấy cảnh đó, lòng lạnh lẽo. Trong cơ thể Giang Nam như cũng có một tịch diệt kiếp cuối cùng đang chờ đợi bộc phát vậy. Tịch diệt kiếp nguyên thủy đại đạo. Tịch diệt kiếp khủng bố như thế, đổi lại là ai trong năm thiên tôn đều khó mà chống đỡ được. Tịch diệt kiếp cuối cùng này sẽ sinh ra một tịch diệt đạo nhân hình dạng trung cực trong người Giang Nam, phá hủy hắn, thay thế hắn. Sự thật quá khủng khiếp, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng các thiên tôn. Giang Nam đang chủ động bồi dưỡng tịch diệt kiếp trong cơ thể, nhờ tịch diệt kiếp nguyên thủy đại đạo mà hoàn thiện nguyên thủy đại đạo đến hình dạng trung cực. Chỉ cần luyện hóa tịch diệt đạo nhân hình dạng trung cực là Giang Nam có thể vào tận cùng đại đạo của nguyên thủy đại đạo. Đại đạo của Giang Nam và tịch diệt kiếp tiên đạo gần như cùng thời gian bùng nổ cùng lúc. Hiện giờ thời đại tiên đạo đã bị tịch diệt tiêu trừ gần hết, vũ trụ đã chết đi, chỉ còn lại ba thánh địa là có thể có sinh linh tồn tại. Các không gian khác bất cứ nơi đâu đều không còn sự sống. Kiếp số tiên đạo hung mãnh, kiếp số trong cơ thể Giang Nam cũng rất mãnh liệt. Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn còn thấy tuy kiếp số trong người Giang Nam hung ác, thế nhưng tịch diệt kiếp biến thành chất dinh dưỡng cho nguyên thủy đại đạo. Một loại đại đạo bị tịch diệt tiêu trừ, sau đó sinh ra đại đạo mới trong tịch diệt. Tịch diệt quay về nguyên thủy, tuần hoàn, lặp lại vô tận. Tu vi của Giang Nam vượt qua Vô Cực Thiên Tôn hơn hẳn các thiên tôn khác là vì điều này. Các thiên tôn vất vất vả vả tu luyện trước khi tịch diệt kiếp đến, cố gắng bước vào tận cùng đại đạo. Còn Giang Nam lại chủ động bồi dưỡng tịch diệt kiếp của mình, luyện tịch diệt vào thân thể, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo. Lòng Đế Lân rung động thầm nghĩ. Từ khi hắn ở trong vũ trụ ma giới, luyện hóa tịch diệt đạo nhân qua đi, đến giờ rốt cục đã đến trình độ này rồi sao? Đế Lân biết rõ Giang Nam biến cường đại như thế là nhờ luyện hóa tịch diệt đạo nhân bên trong vũ trụ ma giới. Lần đó Đế Lân cũng được nhiều ích lợi, lĩnh ngộ ra nguyên thủy tiên đạo, tu vi vượt qua Thanh Liên Tiên Tôn, bổ sung khiếm khuyết của mình. Giang Nam được nhiều ích lợi hơn, Giang Nam luyện hóa hơn một nửa tịch diệt đạo nhân, khiến hắn lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt, đạt đến độ cao không người nào sánh kịp. Lần đó khiến tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc, Đế Lân thầm nghĩ. Hơn nữa, nếu nguyên thủy thiên tôn bày ra giấc mộng kia cho ta xem là hiện thực, nghĩa là cảnh giới của chúng ta không làm gì hắn được. Bọn họ cứ cho rằng nguyên nhân mình thắng được Giang Nam vì đã nghiệm chứng đại đạo của mình có thể đến tận cùng đại đạo, dùng thủ đoạn là lấy thần chứng đạo, lấy thân chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, lấy đạo chứng đạo. Giang Nam không chứng gì hết. Thanh Liên Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn đều cho rằng Giang Nam không chứng cái gì, về cảnh giới thấp hơn bọn họ một bậc. Nếu giấc mơ thật sự xảy ra, Giang Nam bước vào cảnh giới đại viên mãn đạo quân thì đã hơn cảnh giới của tất cả các tiên tôn khác một bậc. Bởi vì trong giấc mơ, Giang Nam thật sự bước vào cảnh giới nguyên thủy, đặt chân vào tận cùng đại đạo. Đám người Đế Lân còn lòng vòng ở giai đoạn nghiệm chứng rồi thẳng tiến tận cùng đại đạo. Ai cao ai thấp, có mắt nhìn là biết ngay. Biểu tình của Đế Lân lúc đó cực kỳ trầm trọng, kéo tay Thanh Liên Tiên Tôn nhỏ giọng nói. Đạo huynh, rút thôi. Lòng Thanh Liên Tiên Tôn rung động, lướt tiên vực. Thanh Liên Tiên Tôn thấy mắt Đế Lân dứt khoát, kiên quyết rút lui, không tranh chấp với Giang Nam nữa. Bình thường trong hai người toàn là Thanh Liên Tiên Tôn quyết định, Đế Lân ít khi nào phản đối. Đế Lân toàn làm theo ý Thanh Liên Tiên Tôn, nhưng nếu khi Đế Lân đã quyết định thì không sai bao giờ. Thanh Liên Tiên Tôn nhanh chóng quyết định cùng Đế Lân rút lui. Hai tiên tôn đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên lần lượt ẩn vào trong hư không biến mất. Giọng Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân từ hư không chuyển đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay không đánh với ngươi, chờ mai sau tịch diệt kiếp cuối cùng trong cơ thể ngươi bùng nổ mới tranh hơn thua với ngươi vậy. Vô Cực cùng Đạo Không thấy hai người Đế và Tôn đi xa thì cũng chạy mất. Tiếng cười to của Vô Cực Thiên Tôn vang vọng lại. Thì ra là vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đúng là bây giờ ngươi là vô địch, dù bốn thiên tôn chúng ta cộng lại cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi mua dây buộc mình. Khi tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo bùng nổ, tịch diệt kiếp cuối cùng trong cơ thể ngươi cũng sẽ bộc phát ra. Lúc đó sẽ cho ngươi chết không có chỗ trốn. Ta cũng cùng ý kiến với Đế và Tôn.
chờ tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ trong người của ngươi thì chúng ta sẽ tranh sống tranh chết với ngươi. Chốc lát sau, bốn thiên tôn đã biến mất. Giang Nam thu về dị tượng, phục hồi lại như bình tĩnh. Giang Nam lắc đầu nói: mua dây buộc mình sao? Tiếp đó mới có thể phá kén thành bướm được. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hít sâu: bốn thiên tôn hùng hổ mà đến, bây giờ không dám đánh chiêu nào, đã hoảng sợ thụt lùi, khiến cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn không nhìn ra Giang Nam sâu cạn bao nhiêu. Nhưng Vô Cực Thiên Tôn nói Giang Nam mua dây buộc mình thì Nguyên Mẫu Thiên Tôn đồng ý. Tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam khi bùng nổ sẽ vô cùng nguy hiểm, khó thoát chết được. Tịch diệt kiếp cuối cùng này là Giang Nam chủ động dẫn phát, dùng nguyên thủy đại đạo diễn biến các loại đại đạo vô tận, khiến vô số đại đạo tịch diệt trong cơ thể mình. Hành động này tuy khiến Giang Nam nhanh chóng tăng thực lực, thế nhưng tai họa tiềm ẩn rất đáng sợ. Tăng mạnh kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam khiến kiếp uy trở nên vô cùng khủng bố. Có thể nói là Giang Nam lấy mạng mình ra làm tiền đặt cược. Trong cơ thể Giang Nam sẽ sinh ra một tịch diệt đạo nhân nguyên thủy đại đạo. Nếu không thể chấn áp, luyện hóa thì Giang Nam sẽ bị đồng hóa thành tịch diệt. Dù Giang Nam có năng lực chấn áp luyện hóa tịch diệt kiếp cuối cùng của mình, hắn sẽ vì bận rộn chấn áp tịch diệt đạo nhân hình dạng cuối cùng này mà không phân tâm được. Đó là thời cơ tốt nhất cho Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực cùng Đạo Không trừ khử Giang Nam. Ngày đó đã không còn xa. Nguyên Mẫu Thiên Tôn tò mò hỏi: Thiên Tôn, ngươi có nắm chắc vượt qua được không? Không. Giang Nam thành thật nói: tương lai tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát ra, trong thiên địa sẽ có tịch diệt đạo nhân nhiều vô số kẻ xuất hiện, phá diệt thiết thảy sinh linh, đánh vũ trụ trở về hỗn độn. Bốn cường giả Thanh Liên, Đế Lân, Vô Cực cùng Đạo Không nữa. Còn ta thì chỉ có thể trông chờ vào Tẩu Tẩu. Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngạc nhiên ấp úng nói: Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Chắc lão nương sẽ bị mấy tên kia đánh cho tơi bời mất thôi. Giang Nam thản nhiên nói: vì vậy ta cần một viện quân đã đứng ở tận cùng đại đạo. Xác Đế Giang xuất hiện thì người đó sẽ đến. Thế nhưng trước đó ta cần giảm thấp uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức thấp nhất đã, giảm thấp mọi nguy hiểm. Giang Nam nhìn chiến trường bên dưới, giọng lạnh băng: đó là tiêu diệt tất cả sinh linh của hai thánh địa. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cùng Giang Nam đi tới trước, đánh dùng mình một cái, nàng cảm nhận sát khí vô tận từ giọng nói của hắn. Nếu mới vừa rồi bọn họ dốc sức tiêu diệt ta thì còn một cơ hội, tiếc rằng bọn họ không ai muốn chết trong trận chiến với ta nên lãng phí cơ hội này. Tịch diệt kiếp cuối cùng trong cơ thể ta hoàn toàn bộc phát ra là cơ hội cuối cùng của họ. Ánh mắt của Giang Nam lộ ra vẻ bất nhẫn, sau đó trở nên kiên cường, lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu tận cùng đệ đạo của Vô Cực, Đế và Tôn không thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng, vậy để cho bọn họ sống không còn ý nghĩa gì nữa cả, cũng cần tiêu diệt, để lại sự sống cho chúng sinh của ta. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn nam nhân trước mặt mình, trong ánh mắt tràn ngập sự kính nể. Vì bảo vệ phe mình, Giang Nam dốc hết tâm huyết ra, liều mạng sống chết. Người khác chỉ biết hắn cao cao tại thượng, lại không biết Giang Nam trả giá những thứ gì. Giang Nam cùng Nguyên Mẫu đi xa. Trong chiến trường, Luân Hồi Đạo Tôn, Trọng Hòa Đạo Tôn, La Hầu La Ma Tổ, Càn Nguyên Đạo Tôn, Thái Nhất Đạo Tôn cùng Phục Xá Giáo Chủ đều đánh nhau túi bụi. Cường giả Đạo Quân Điện không nhiều, Thiên Quân khoảng chừng 2.000 người, 62 Đạo Quân cộng lại khoảng hơn 2.000. Tiên nhân phe Đế và Tôn tính bằng ước vạn. Nhưng trận ác chiến này không phải đông người là thắng. Đạo Quân Điện tuy ít người, thế nhưng đa số là Thiên Quân, là Hỗn Độn Thiên Quân. Trong Đạo Quân Đạo Tôn thì nhiều tồn tại sống trong Đạo Quân Điện vượt qua các thời đại. Đám Hỗn Độn Đạo Tôn, La Hầu La Ma Tổ, Trung Thiên, Linh Nữ, các đại tông sư bài binh bố trận ngang ngửa với Càn Khôn Lão Tổ như La Ma Cổ Thần. Cho nên trận chiến này phe Đế và Tôn rất khó toàn thắng. Huống chi chiến đấu với phe Đại La Thiên làm cho Đạo Quân phe Đế và Tôn nguyên khí đại thương, tử thương 30-40 Đạo Quân Đạo Tôn. Thiên Quân thì càng thương vong nặng nề, Tiên Quân Tiên Vương Chân Tiên thương vong vô số. Dù vậy, Đạo Quân Đạo Tôn phe Đế và Tôn còn cỡ hơn 100 người, về số lượng vẫn chiếm ưu thế. Số lượng Thiên Quân sắp vượt qua Đạo Quân Điện. Quan trọng nhất là Đế Lân ban 3.000 đại đạo biến thành Tiên Thiên Linh Bảo.
mỗi một đạo quân đạo tôn lấy một món. Hơn 2000 thiên quân đều có tiên thiên linh bảo, phe đế và tôn có phần thắng lớn hơn. Nếu Giang Nam không lấy Nguyên Thủy Đại La Thiên đi, đạo quân điện có thể hợp tác với Đại La Thiên giết sạch phe đế và tôn, rồi ung dung tiêu diệt Đại La Thiên. Bây giờ đạo quân điện rất vất vả. Bên trong chiến trường, tử vong xảy ra từng giây từng phút, dù là đạo quân đạo tôn siêu cường đại cũng khó bảo đảm sẽ không chết. Có cầm tiên thiên linh bảo trong tay thì khi chết cũng thành công dã tràng. Tiên nhân tử thương trong cuộc ác chiến nhiều không đếm xuể. Thiên quân, đạo tôn chết cả một đám. Hạo kiếp sắp tới, không ai nâng tay cả. Bọn họ dành cơ hội sống cho chính bản thân mình. Giang Nam cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn đứng xa quan sát. Giang Nam lên tiếng nói: Nguyên Mẫu, bây giờ không tránh. Khi tịch diệt kiếp cuối cùng giáng xuống thì tất cả không có đường sống đâu. Người ta chết vẫn tốt hơn là mình chết. Nếu chết vì bản lĩnh kém thì không trách ai được. Các cường giả phe Đại La Thiên và sinh linh tam giới ùa ra, nhìn đông rồi lại ngó tây, cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu Giang Nam không lấy Đại La Thiên đi, thu bọn họ vào kiếm, thì bây giờ liệu còn được mấy người sống tiếp đây? Bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, không khí im lặng đến đáng sợ. Có tướng sĩ lau vết máu trên pháp bảo, có người ngâm trong bờ sông rửa máu dính trên người, có người thu dọn xác chết dưới đất, có người đi tới đi lui, hy vọng nhìn thấy khuôn mặt thân quen, người mình yêu, người mình quan tâm. Một số tiên nhân bận rộn trị thương cho thương binh, các thống soái đại quân thì kiểm kê số người, mọi người rất bận rộn. Giờ lát sau, thanh âm dần nhốn nháo. Người bị thương đau la lên, người bị thương nặng té dưới đất chết đi. Có người tìm thấy người mình yêu thì mừng gào khóc lên. Có người tìm thấy xác chết lạnh băng. Có người quỳ dưới đất đờ đẫn. Có người khóc toáng lên, nát tim nát gan. Thống soái các đại quân thống kê xong báo lên thiên quân, thiên quân lại báo lên đạo quân. Càn Khôn lão tổ tiến lên trước, không người nói: Thiên tôn, có 17 đạo quân đạo tôn đã thương vong, 1500 thiên quân chết trận, 42000 thiên quân chết trận. Tiên vương. Giang Nam yên lặng nghe. Giang Tuyết Tình tiến lên trước nhỏ giọng nói: Mới vừa rồi Viên Thái lão nhân bị thương nặng đã ra đi rồi. Ta đưa thần hồn của lão vào vô nhân cấm khu. Phụ thân, thiên môn của ta chỉ còn lại 7 người. Viên Thái lão nhân là thống soái cửa Nam Đại La Thiên, vì bị mệt mỏi kiệt sức mà chết đi. Các đạo quân đạo tôn vây công cửa Nam, biết Viên Thái lão nhân là trung khu trận pháp cửa ải nên công kích lão dữ dội nhất. Trong trận chiến, ngay giây phút cửa Nam bị phá, các tiên thiên long giao mã, đám người khổng thánh đạo nhân, phi hùng đạo nhân lao lên ngăn cản quân địch xông vào Đại La Thiên, thì lúc đó Viên Thái lão nhân đã hết sự sống. Viên Thái lão nhân quản lý trung khu trận pháp cửa Nam, nếu không mất sự sống thì đã chẳng để cho kẻ thù lao vào Đại La Thiên. Viên Thái lão nhân kéo hơi tàn đến bây giờ là vì lo an toàn cho Đại La Thiên, ý chí chống đỡ lão. Giang Nam lấy Đại La Thiên ra, mọi người được bình an. Viên Thái lão nhân lúc đó mới thả lỏng thần kinh, thân tử đạo tiêu. May mắn Giang Thuyết Tình ở bên cạnh Viên Thái lão nhân giữ lại thần hồn tan vỡ, đưa vào trong vô nhân cấm khu. 16 đạo tôn của thiên môn có 10 người chết trận, vô nhân cấm khu chôn 8 người. Trong cuộc chiến, vọng đế đạo tôn đi trước một bước, không vào vô nhân cấm khu được. Tương Khang mệt chết trên đầu tường cửa đông cũng ra đi mãi mãi. Hốc mắt của Giang Nam cay cay, hắn đứng dậy nhìn chúng sinh Đại La Thiên. Đại chiến lần nữa thiếu đi rất nhiều khuôn mặt. Ma La Thập chết trận, Thiệu Thiên Nhai chết trận, Diệu Đế chết, Minh Thổ chết, Cảnh Thiên cũng chết. Thông Ngu luôn vui vẻ, nói người rất có ý tưởng cũng chết trận. Đạo Vương tiến lên, người đầy vết thương nhỏ giọng nói: Thiên Tôn, Huyền Hoàng lão tổ cũng ra đi rồi, còn Hạo Thiếu Quân, không tìm thấy xác của hắn đâu. Giang Nam trầm mặc, mọi người nhìn tóc mai của Giang Nam dần nhuộm sợi bạc, như thể nghe các cố nhân ra đi khiến hắn già nua đi vậy. Đừng nói thời gian 5 tháng, dù đối diện với kẻ thù đế và tôn, vô cực thiên tôn hay đạo không thiên tôn, đối diện tịch diệt kiếp cuối cùng vô cùng đáng sợ, cũng không thể làm cho vị thiên tôn này già nua. Từ đầu đến cuối, thiên tôn này đã có tâm, thần đấu trí, lực lượng vô biên, trí tuệ vô biên. Nhưng tin các cố nhân chết trận khiến đạo tâm vĩnh hằng bất diệt, mãi mãi không có sơ hở của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở nên giả nua tang thương. Giang Nam im lặng, hắn chỉ biết im lặng, cất bước đi trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nơi Giang Nam đi qua,
các tiên nhân đều đứng lên nhìn hắn chằm chằm. Các kiếm sĩ thương tàn vùng vẫy đứng lên. Ngày càng nhiều người đứng bên bờ sông, dưới gốc cây, trước cửa ải, trong thôn xóm, các chư thiên tam giới, các bóng người đứng lên dõi mắt nhìn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủ nhân của Đại La Thiên gánh vác các đôi mắt như đang chịu gánh nặng khó có thể tưởng tượng, từng bước nặng dần. Hắn không thể sai, không thể thua, không thể chết được. Nếu hắn sai, hắn thua, hắn chết thì tất cả sinh linh trong Đại La Thiên sẽ biến thành tro bụi, sẽ phải ứng kiếp. Chiến đấu tiếp theo sẽ có người chết nữa. Giọng của Giang Nam khàn khàn truyền khắp Đại La Thiên. Nhưng ta còn cần các ngươi tiếp tục chiến đấu, không vì cái gì khác cả, chỉ vì chúng sinh trong 33 trọng thiên Đại La Thiên tiếp tục mà chiến đấu thôi. Vì người đã chết trận tiếp tục chiến đấu, vì tử tôn đời đời đã sinh ra và chưa sinh ra của mình tiếp tục chiến đấu, vì tương lai của mình và tộc nhân của mình mà tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua, xu hướng thời đại tiên đạo tan rã càng ngày càng rõ rệt. Từng tia tịch diệt kiếp quang huyễn lệ trong không trung, uy lực càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn. Đại lục thời đại tiên đạo đã hoàn toàn tan vỡ, vô số tinh hệ trong trời sao sớm thành hỗn độn. Thời không liên tục sụp đổ, tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo có xu hướng xuất hiện bẻ gãy, nghiền nát, phá diệt mọi thứ. Tốc độ thời gian chảy càng ngày càng kinh người hơn. Một giây đã qua ngàn năm, một hơi thở mất vạn năm. Vách tường vũ trụ ma giới cùng tiên giới cũng biến mất. Tịch diệt kiếp ma giới chứng to chưa từng có, bắt đầu xâm nhập vào tiên giới. Khí thế hùng dũng làm người không rét mà run. Cảnh tượng thời không phá diệt càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng đáng sợ. Đó là điềm báo tận thế. Mảnh đất ban đầu là Nguyên Thủy Đại La Thiên, phe Đế và Tôn và phe Đạo Quân Điện chưa quyết chiến xong đã qua mấy ức năm. Thời gian chảy càng ngày càng nhanh, mọi người cảm giác áp lực vô biên ập đến. Lúc này, người sống sót có thể trông thấy thời không quá khứ ở bất cứ chỗ nào, nhìn tịch diệt kiếp biến thành sóng to đáng sợ từ quá khứ ập vào hiện tại. Thời không đại phá diệt khiến giới hạn quá khứ và hiện tại đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn buồn bã nói: Đạo Quân Điện đã tan vỡ rồi. Đạo Quân Điện đã vỡ, tòa pháp bảo cường đại nhất từ xưa đến nay, báu vật tập hợp trí tuệ các thời đại rèn ra, vẫn không ngăn được sóng kiếp thời đại Nguyên Đạo, Nguyên Khởi, Nguyên Thiên đã hoàn toàn tan vỡ. Đạo Quân Điện đã là lịch sử trong phá diệt. Ba làn sóng lớn là ba thời đại tuôn hướng hiện tại. Bóng ma sóng cao nhất che lấp nguyên thời đại tiên đạo là tịch diệt kiếp thời đại Nguyên Đạo. Giờ phút này, mọi người cảm giác được bọn họ cách tận cùng thời gian và không gian càng lúc càng gần. Tịch diệt kiếp cuối cùng vô cùng tuyệt vọng, khủng bố cũng dần đến gần. Bên trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, Giang Nam hít sâu nhìn chiến trường. Chúng sinh Đại La Thiên chuẩn bị chiến đấu. Nơi đó đã ngừng chiến đấu, hai phe tự chạy về thánh địa của mình tìm che chở. Sóng kiếp ba thời đại sắp đến, khí thế bẻ gãy nghiền nát đè hướng hiện tại. Ba sóng lớn tấn công, thời đại tiên đạo dễ tan vỡ, trừ thiên tôn ra e rằng không ai sống nổi. Vô số khủng bố làm đạo tôn phải đi tìm nơi an toàn ẩn núp, không tâm tình đánh nhau nữa. Hai phe thương vong nặng nề, thực lực hao tổn hơn phân nửa. Thiên quân Đạo Quân Điện đã chết hết, chỉ còn lại hơn 10 đạo quân đạo tôn. Đạo quân đạo tôn phe Đế và Tôn chỉ còn lại 30 mấy người. Giang Nam mặt không biểu tình nói: Tiêu diệt cả nhà hai phe kia. Giang Nam chỉ hướng hai thánh địa nói: Vì chính mình, vì chúng sinh, có một đường sống nào. Ở sau lưng Giang Nam, 29 đạo quân Đại La Thiên còn sống. Đằng sau nữa là các thiên quân, tiên vương, tiên quân, chân tiên lại càng im lặng. Có người nhỏ giọng nói: Giết. Có người liền hùa theo ngay: Giết. Muôn vàn đại đạo tụ lại thành nước lũ dao động bên trong Đại La Thiên. Giết. Sóng kiếp thời đại Nguyên Đạo, Nguyên Khởi, Nguyên Thiên nhìn như sóng to ngập trời, từ thời không tan vỡ ập đến. Nhìn từ xa như sóng lặng, thì nhưng mỗi một giây con sóng lại to lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng ba cơn sóng lớn này với tốc độ siêu nhanh đến gần với hiện tại. Trước sóng kiếp ba thời đại, trong vũ trụ thời đại tiên đạo đã tĩnh lặng. Đạo quân đạo tôn Đại La Thiên dẫn dắt đại quân lao tới vô cực thánh địa. Các đạo quân đạo tôn
thân hình vô cùng vĩ đại, đại quân rầm rộ như rồng dài. Thế nhưng so với sóng kiếp ba thời đại thì bọn họ thật nhỏ bé, nhỏ xíu xiu. Tai kiếp diệt thế giáng lâm, bây giờ là phút cuối cùng của vô lượng sát kiếp. Trong vô cực thánh địa, vô cực đạo trác đã bị hủy, thánh địa chao đảo trước bão, chỉ còn hơn 10 đạo quân đạo tôn sống sót, binh tàn đã kiệt quệ mới rời khỏi chiến trường. Đối diện với sóng kiếp ba thời đại, vô cực thánh địa này sẽ bị thổi bay. Các đạo quân đạo tôn đứng trong vô cực thánh địa, luân hồi đạo tôn người đẫm máu càng có vẻ bi tráng. Luân hồi đạo tôn nhìn đại quân Đại La Thiên xông lên, lẩm bẩm nói: "Thua, chúng ta thua rồi." Tộc Hỗn Độn Cổ Thần chỉ còn lại Đại Diễn Cổ Thần, Linh Nữ, La Hầu La Ma Tổ, Trung Thiên, La Ma Cổ Thần. Linh Nữ nhìn sóng kiếp ba thời đại, rồi lại nhìn đại quân Đại La Thiên không ngừng áp sát, bỗng tháo xuống đóa hoa hỗn độn, héo tàn cả trên tóc mai mình. Giọng Linh Nữ khàn khàn nói: "La Hầu La, chút nữa mẫu thần sẽ tranh thủ một cơ hội sống cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối xử với ngươi như nhi tử, vì nương sẽ đi cầu tình." "Mẫu thần!" La Hầu La Ma Tổ dập đầu vái nói rằng: "Hải Nhi và mẫu thần cùng sống cùng chết với nhau, sẽ không bái Nguyên Thủy làm phụ thân. Ta cùng tộc cổ thần cùng tồn tại cùng mất với nhau." Có người lẩm bẩm nói: "Cùng tồn tại cùng mất sao?" Bên trong vô cực thánh địa, đạo tôn ra từ đạo quân điện chỉ còn lại 7 người. Đám người nữ xỉu đạo tôn, trọng hòa đạo tôn im lặng quyết đấu với phe đế và tôn, làm đạo quân điện tử thương hơn phân nửa. Hiện giờ đã không còn sức đối kháng với Đại La Thiên mấy năm nay tích xúc lực lượng nữa. Giọng nữ xỉu đạo tôn khào khào kêu lên: "Điện chủ!" Nữ xỉu đạo tôn nhìn vô cực thiên tôn cùng đạo không thiên tôn thè thè nói: "Đầu hàng sao? Nếu đầu hàng, có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chữa cho con đường sống." Đạo không thiên tôn lộ ra vẻ do dự nhìn vô cực thiên tôn. Khóe mắt vô cực thiên tôn co giật cười phá lên nói: "Đầu hàng ư? Đầu hàng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tha cho các ngươi hay sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mưu tính vô lượng sát kiếp này đã lâu, sẽ không chấp nhận ai đầu hàng. Chỉ có chúng ta chu diệt tất cả mới giảm thấp kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng được. Hơn nữa, trận chiến này chưa chắc Đại La Thiên thắng được. Bởi vì nếu chúng ta chết đi thì người tiếp theo là phe đế và tôn." Mắt vô cực thiên tôn lóe tia hy vọng cười khẽ: "Chắc chắn phe đế và tôn sẽ không ngồi xem Đại La Thiên tiêu diệt chúng ta, sẽ đến hỗ trợ thôi. Hai thánh địa vây công, chúng ta vẫn có phần thắng." Đạo không thiên tôn lên tiếng nói: "Đạo huynh, bây giờ thế lực chúng ta yếu nhất rồi. Dù phe đế và tôn có đến, có thể tiêu diệt Đại La Thiên, thì chúng ta không đối kháng nổi phe đế và tôn đâu." Vô cực thiên tôn lạt lên: "Không thể hàng, không thể hàng được." Vô cực thiên tôn lạnh lùng nói: "Chỉ có tử chiến, đại trượng phu sống trên đời chỉ có chết thôi." Vô cực thiên tôn thở dài thườn thượt nói: "Đạo huynh định ra tay hay sao?" Vô cực thiên tôn lặng im, gã nhìn đại quân Đại La Thiên. Giang Nam Nguyên Mẫu Thiên Tôn lơ lửng bên trên đại quân, khóe mắt co giật. Lúc này Thế Giới Thụ Hồng Mông Thanh Liên chế tạo thánh địa cũng cho rằng nếu Đại La Thiên tiêu diệt vô cực thánh địa thì mục tiêu tiếp theo sẽ là bọn họ. Vì vậy họ phải liên minh với vô cực thánh địa trước khi vô cực thánh địa bị tiêu diệt, cùng nhau đối kháng với Đại La Thiên. Ba thánh địa như tam quốc chinh chiến, bất cứ quốc gia nào bị diệt thì nước còn lại sẽ thấy môi hở răng lạnh. Hiện giờ Đại La Thiên có thực lực mạnh nhất, hai nước khác phải liên minh, nếu không sẽ bị nhổ từng tên. Đại La Thiên cũng cần tiêu diệt vô cực thánh địa trước khi phe đế tôn chạy tới. Giết! Đại quân của Đại La Thiên lao lên, các đại trận khủng bố chuyển động, trận cùng trận tổ hợp lại là Càn Khôn Lão Tổ điều khiển đại quân. Ánh mắt của Lama Cổ Thần sáng rực nhìn hậu phương đại quân Đại La Thiên như thủy triều ập vào vô cực thánh địa. Càn Khôn Lão Tổ đứng ở trung quân, được các đạo quân bảo vệ chặt chẽ. Lama Cổ Thần quát lớn, lao thẳng vào trung quân Đại La Thiên. Lama Cổ Thần lạnh lùng nói: "Muốn chống đỡ lâu hơn thì phải chém Càn Khôn trước. Càn Khôn chết đi, hắn sẽ như rắn mất đầu. Ai cùng ta xông lên giết Càn Khôn Lão Tổ nào."
La Ma cổ thần lắc người, đại diễn cổ thần đi theo gã, Trung Tiên đạo tôn cũng hành động. Ba cổ thần hình thành tam tài đại trận, đơn giản xông vào đại trận. Lúc này các đại trận Đại La Thiên hợp nhất lại, các đạo quân dẫn lính xông vào vô cực thánh địa, bao vây đạo quân đạo tôn sống sót. Linh nữ La Hầu La Ma Tổ, Luân Hồi đạo tôn, Trọng Hòa đạo tôn, Nữ Xỉu đạo tôn la hét giết hướng các đạo quân đạo tôn ở chính giữa đại trận điều khiển trận pháp. Đại trận vận chuyển, thiên địa thời không vặn vẹo, lực lượng chấn áp kinh khủng đè xuống, làm các đạo quân đạo tôn, đạo quân điện như rơi vào vũng bùn, hành động không thoải mái như trước kia. Luân Hồi đạo tôn giống lớn: Luân Hồi đạo tôn ở đây, ai chiến với ta đây? Luân Hồi đạo tôn chứng người to lên, các đại trận do thiên quân xây dựng trở nên nhỏ bé như các ngôi sao chuyển động quay quanh gã. Đạo tôn vô cùng cổ xưa này, thực lực siêu khủng bố, gần như thiên tôn. Không gian đại trận vặn vẹo, Luân Hồi đạo tôn vặn vẹo không gian, thân hình nhúc nhích là chấn vỡ đại trận. Thiên quân, tiên quân ở trong trận chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chấn giết. Vạn vật đạo tổ đằng đằng sát khí xuất hiện gần chỗ Luân Hồi đạo tôn. Luân Hồi, nghe nói vô cực thiên tôn khen ngươi là đệ nhất nhân dưới thiên tôn. Có người công nhận ta mới là đệ nhất nhân dưới thiên tôn. Bây giờ có thể chạm mặt với ngươi rồi. Nguyên dục thái cực đồ bay ra, chấn áp khí thế của Luân Hồi đạo tôn. Hai đạo tôn đối diện với nhau, cơ thể di chuyển, thủ đoạn cũng tung chiêu mà giết đối phương. Vạn vật đạo tổ đã luyện nguyên dục thái cực đồ thành tiên thiên chí bảo. Luân Hồi đạo tôn thì có lịch sử lâu đời bên trong đạo quân điện, được tiên thiên chí bảo do một vị tiên hiền biến thành. Mới đánh nhau, hai người suýt bị đối phương giết chết, cùng gặp nguy hiểm, tim rất kế bịch. Vạn vật đạo tổ, Luân Hồi đạo tôn tập trung hết tinh thần, cẩn thận ứng đối với sát chiêu. Nữ Xỉu đạo tôn rơi vào đại trận, thế nhưng nàng là tồn tại đứng sau Luân Hồi đạo tôn, có thể trải qua thời gian dài dằng dặc mà không chết, đương nhiên cũng không tầm thường, cũng có tiên thiên chí bảo. Càn Khôn lão tổ điều độ đại trận bao vây tiêu trừ đạo quân đạo tôn của vô cực thánh địa, sử dụng rất nhiều tiên thiên linh bảo, pháp bảo ra từ Đại La Thiên, tuyệt đối có thể chu sát các đạo quân đạo tôn. Thế nhưng Càn Khôn lão tổ không nhốt được tồn tại như Nữ Xỉu đạo tôn. Nữ Xỉu đạo tôn cứng rắn chống đỡ công kích từ các tiên thiên linh bảo, pháp bảo, thế như trẻ tre thẳng hướng một đạo quân của Đại La Thiên. Lúc này một tiếng nổ vang lên đứt tai, một thiên môn chui lên từ dưới mặt đất chặn trước mặt Nữ Xỉu đạo tôn. Môn chủ thiên môn, nhi tử của Nguyên Thủy thiên tôn sao? Nữ Xỉu đạo tôn dừng bước, lấy tiên thiên chí bảo ra cười khẩy nói: Nguyên Thủy thiên tôn chỉ là một tiểu bối hậu thiên sinh ra, vậy mà trưởng thành đến như bây giờ. Thế nhưng nhi nữ của thiên tôn chỉ là hạng tầm thường, tuy ngươi có thể giết đạo tôn lại không đấu nổi với ta đâu. Không, không chỉ ta, còn có vô nhân cấm khu kìa. Thiên môn mở ra, Giang Tuyết Tình bước ra từ cánh cửa, Thiên Hy thánh nhân, Thanh Ngư đạo nhân, Vân Dương Nguyên Quân, các đạo tôn của thiên môn còn sống sót xuất hiện. Nữ Xỉu đạo tôn mi mắt co giật. Giang Tuyết Tình bình tĩnh nói: Đạo huynh đừng trách ta, bây giờ là cuộc chiến tranh đấu sinh tử, vô lượng sát kiếp cuối cùng, thứ lỗi cho ta, không thể đấu công bình với đạo huynh được. Khóe mắt Nữ Xỉu đạo tôn co giật, lướt qua đám người Thiên Y thánh nhân, Thanh Hư đạo nhân, hắn cười nói: Được, được, cùng đối thủ giữ quy tắc trong vô lượng sát kiếp là tìm đường chết mà. Thế nhưng các ngươi muốn trừ bỏ lão thân, còn cần chuẩn bị mấy người chôn cùng. Thanh Hư đạo nhân thản nhiên nói: Chúng ta đã chuẩn bị rồi, nguyện cùng Nữ Xỉu đạo huynh lên đường. Các vị đạo hữu ra tay thôi. Thiên môn chấn động, uy lực vô nhân cấm khu chấn áp hết thảy đại đạo. Các đạo tôn lao hướng Nữ Xỉu đạo tôn. Giờ phút này, La Ma cổ thần, đại diễn cổ thần, Trung Thiên đạo tôn liên tục phá giải các đại trận, bay nhanh tới gần Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ là chuyên gia điều độ trận pháp, La Ma cổ thần là đại tông sư trận pháp mạnh nhất tộc cổ thần. Nếu hai người có cùng binh lực, binh chủng, quyết đấu công bằng thì sẽ là cuộc chiến đấu, quyết đấu trận pháp rực rỡ nhất, đẹp mắt nhất. Thế nhưng bây giờ, La Ma cổ thần không binh không tướng, chỉ có ba người. May mắn, La Ma cổ thần hiểu rõ trận pháp hơn bất cứ ai, một đường dễ dàng xông quan, chém tướng, càng lúc càng gần Càn Khôn lão tổ. Đại diễn đạo hữu,
quân sư kêu ta đến giết ngươi. Đột nhiên một đạo tôn xuất hiện là Hồng Đạo Nhân. Hồng Đạo Nhân công kích đại diễn cổ thần nói: xin hãy ở lại đi thôi. Đại diễn cổ thần cắn răng đón đỡ, lạnh lùng nói: Trung Thiên, người hãy bảo vệ La Ma, phải giết được Càn Khôn. Trung Thiên Đạo Tôn dùng mình, vô số hỗn độn linh quang hiện ra quanh thân, biến thành cái trung to, bao bọc mình và La Ma cổ thần, liều mạng mà xông lên. Lúc này, một ngón tay xuyên qua thời không, nhẹ điểm vào cái chuông. Vị trí ngón tay chạm vào chuông, nứt vỡ, đinh một tiếng vỡ tan. Trung Thiên Đạo Tôn giật mình, liền khựng lại. Trung Thiên Đạo Tôn ngước lên hỏi: Quân Đạo Nhân sao? Trung Thiên Đạo Tôn ngừng bước, thế nhưng tay lật lại, một cái chuông linh quang khác bay ra, bao phủ La Ma cổ thần, để cho gã chạy tiếp đến gần Càn Khôn lão tổ. Quân Đạo Nhân đứng đằng trước, tay cầm gậy tre, là Quỷ Bà Thiên biến ra, cây dù to lơ lửng trên đầu. Quân Đạo Nhân phất lờ La Ma cổ thần chạy qua. Quân Đạo Nhân gật đầu nói: Trung Thiên Đạo Hữu có thể chứng đạo tôn đã là rất giỏi, không uống được đạo không thiên tôn đích thân dạy dỗ. Ta lớn tuổi hơn ngươi mấy năm, vốn không nên đánh ngươi, thế nhưng hôm nay chỉ chia sinh tử, đạo hữu thứ lỗi cho. Trung Thiên Đạo Tôn cắn răng xung phong tiến lên, hắn cười to nói: nếu có thể chết trong tay đạo tổ thì Trung Thiên không tiếc nuối gì. Lại nói La Ma cổ thần dốc sức phá trận xông lên, rốt cuộc Càn Khôn lão tổ đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần giết Càn Khôn lão tổ là trận thế của Đại La Thiên sẽ loạn, phe Vô Cực Thánh Địa sẽ kéo dài thời gian hơn, chờ phe Đế và Tôn đến cứu viện. Bên trong quân trướng, Càn Khôn lão tổ lạnh lùng nhìn La Ma cổ thần lao nhanh tới. Nhi tử Vũ Uyên của ta đâu? Càn Khôn lão tổ quát lớn. Thê tử Bỉ Ngạn của ta đâu? Hoa rơi rực rỡ, Bỉ Ngạn đạo tổ từ từ giáng xuống, hư không cũng dao động, Vũ Uyên đạo quân xuất hiện, một trái một phải bên Càn Khôn lão tổ chờ La Ma cổ thần tới gần. Lòng La Ma cổ thần lạnh lẽo, Càn Khôn lão tổ lắc đầu nói: nếu là lúc bình thường thì ta rất muốn tranh phong chiến trường với La Ma đạo huynh để xem tạo nghệ của ai càng cao hơn. Bây giờ là Vô Lượng Sát Kiếp, xin thứ lỗi Càn Khôn vô lễ dùng lực lượng áp chế trí tuệ. Phu nhân Vũ Uyên, nhanh chóng giết hắn đi. Nếu như phe Đế và Tôn đến gần thì sẽ sinh ra nhiều biến số. Bỉ Ngạn đạo tổ, Vũ Uyên đạo quân lao vào La Ma cổ thần ngay. Chỉ mấy chiêu, La Ma cổ thần đã rơi vào thế yếu, lòng lạnh lẽo. Linh nữ La Hầu La Ma tổ ngước nhìn Kế Đô Ma tổ và con rồng to sau lưng gã. Đám đạo quân trẻ như Nguyệt Bột Nữ Quân, Định Quang, Linh Châu Tử cưỡi trên lưng con rồng to. Càn Khôn lão tổ điều động đại quân, không cho bọn họ có cơ hội nào, tận dụng triệt để ưu thế sức chiến đấu, giết từng người, đánh bại hết tất cả. Kế Đô Ma tổ hành lễ nói: huynh trưởng. Bây giờ là kẻ thù, không cần đa lễ như vậy. La Hầu La Ma tổ cười to nói: Kế Đô, hai chúng ta chỉ có đường tử chiến, hôm nay hãy chia sinh tử đi. Linh nữ cắn răng nhìn trên trời xa xôi, Giang Nam Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi xếp bằng đối diện Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn không thèm nhìn hướng nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh nữ bay lên hướng tới chỗ Giang Nam, tháo hoa hỗn độn héo úa xuống, cao giọng quát: xin hãy tha cho nhi tử của ta. Gào. Con rồng to giống to một cái đụng mạnh vào linh nữ, nàng hộc máu té xuống, đóa hoa khô vẫn bay hướng Giang Nam. Con rồng to giờ vuốt chộp hoa khô, thế nhưng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng nhặt hoa khô lên. Giang Nam đặt hỗn độn hoa bên môi hít nhẹ, hoa đã tàn héo không còn mùi hương. Linh nữ ngước lên, đột nhiên thân hình tan vỡ, đạo quả bắt đầu tan rã. Nàng lạnh lùng nói: thiên tôn, lấy mạng của ta đổi mạng nhi tử ta, xin thiên tôn hãy thành toàn. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hắn im lặng. Hoa hỗn độn héo tàn bên môi dường như còn thăng thoảng mùi hương, như mùi trên người y nhân đã mất. Giang Nam nhớ lại cảnh ngày xưa mình cài hoa hỗn độn lên tóc của linh nữ, hoa tươi đã khô, y nhân cũng đã đi. Ở bên dưới, La Hầu La Ma tổ gào khóc nằm sấp dưới đất. Con rồng to nhìn La Hầu La Ma tổ, lại ngó đám người Kế Đô Ma tổ. Kế Đô Ma tổ lắc đầu quay đi, nghe tiếng khóc vang dội ở sau lưng. Con rồng to gãi đầu theo đuôi Kế Đô Ma tổ rời đi. Mẫu thân, hải nhi đi cùng ngươi.
sau lưng Kế Đô Ma Tổ và con rồng to. La Hầu La Ma Tổ ngồi thẫn thờ như người chết vậy. La Hầu La Ma Tổ thật sự muốn chết. Ma Tổ không tu thiện quả, thiện ác do tâm. Người ta cần chém tình để tu đạo, còn La Hầu La Ma Tổ thì lại phóng túng tình cảm. Bây giờ Hỗn Độn Cổ Thần đã thua hoàn toàn, chủng tộc sắp bị diệt, mẫu thân cũng ứng kiếp. Mặc dù linh nữ chết đi vì muốn đổi lấy đường sống cho La Hầu La Ma Tổ, thế nhưng lòng gã đã chết. Mà phóng túng tình cảm, lòng đã chết thì người cũng sẽ chết. Người La Hầu La Ma Tổ bốc cháy như con chim trong lửa, đốt thân thể, đốt đạo quả. Kế Đô Ma Tổ xoay người lao lên, lấy Hỗn Nguyên Tam Thiên Sắt Đậu Đồ ra chấn áp lửa ma bốc cháy. Thế nhưng lửa ma phát ra từ người La Hầu La Ma Tổ tự đốt mình. Tu vi của La Hầu La Ma Tổ ngang ngửa với Kế Đô Ma Tổ, thậm chí cao hơn Kế Đô Ma Tổ một phần. La Hầu La Ma Tổ muốn chết, Kế Đô Ma Tổ không ngăn cản được. La Hầu La Ma Tổ quỳ trong lửa ma, chậm rãi ngước đầu lên nhỏ giọng nói: Kế Đô, ta ghen tị với ngươi là nhi tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản thân ta sinh ra không có phụ thân, ngươi thì có một phụ thân yêu thương mình, nhưng ta có mẫu thân yêu ta. Giọng La Hầu La Ma Tổ thấp dần: Bây giờ mẫu thân của ta đã đi rồi, tộc cổ thần cũng bị diệt, ngươi và ta sáng tạo ma đạo bị tịch diệt, đừng ngăn cản, ta không muốn sống nữa đâu. Kế Đô Ma Tổ ngửa đầu hét lớn: Phụ thân! Kế Đô Ma Tổ nhìn Giang Nam ngồi ở trên cao. Giang Nam mặt không biểu tình, tay cầm hoa hỗn độn đã héo úa, cơ thể La Hầu La Ma Tổ tan rã thành tro bụi, sắp hồn phi phách tán. Kế Đô Ma Tổ lại hét lớn: Phụ thân! Một bàn tay từ trong không trung thò xuống, hai tay kẹp đóa hoa vung nhẹ, hoa hỗn độn héo tàn lại tươi. Hoa hỗn độn nâng thần hồn La Hầu La Ma Tổ bay đi, trong khoảnh khắc xuyên qua các tầng đại trận, rơi vào dưới thiên môn. Hoa hỗn độn rực rỡ, đâm chồi nảy lộc, cánh hoa khép thành nụ, hoa mọc thành lá, nụ hoa tươi mọng chưa nở. Giọng Giang Nam từ trên cao vọng xuống: Xì nhí, sau khi tịch diệt kiếp cuối cùng qua đi, hoa hỗn độn sẽ nở, người sẽ quên chuyện quá khứ, sẽ được một cuộc sống mới. Kế Đô Ma Tổ thấy vậy liền thở phào, bước nhanh lao hướng các cường giả khác của đạo quân điện. Có con rồng to ở bên cạnh, chiến dịch này như bẻ gãy nghiền nát. Các đạo quân của đạo quân điện bị chém, đại diễn cổ thần ngăn cản Hồng Đạo Nhân chết dưới bàn cổ thập nhị thiên luân, Trung Thiên Đạo Tôn ngăn cản quân đạo nhân thì bị chém, La Ma cổ thần hao hết lực lượng vẫn không đỡ nổi mẫu tử Bỉ Ngạn đạo tổ cùng Vũ Uyên đạo quân bọc đánh nuốt hận mà bỏ mình. Năm đạo quân hỗn độn cổ thần chết cả, La Hầu La Ma Tổ không xem như chết hẳn, thế nhưng muốn sống lại phải chờ tịch diệt kiếp cuối cùng qua đi. Các đạo tôn khác trong đạo quân điện như đám người Trọng Hòa đạo tôn lần lượt ngã xuống, ứng kiếp ra đi. Đến nay trong chiến trường chỉ còn Luân Hồi đạo tôn, Nữ Xỉu đạo tôn là còn sống. Bên trong Vô Nhân Cấm Khu, thực lực của Nữ Xỉu đạo tôn hoàn toàn bùng phát. Trong trận ác chiến này, Thiên Hy Thánh Nhân, Vân Dương Nguyên Quân, Nữ La Nguyên Quân chết trận, chỉ còn lại thần hồn chôn vùi trong Vô Nhân Cấm Khu. Nữ Xỉu đạo tôn bị nguy hiểm, sắp bị chém. Trận chiến này, Vạn Vật đạo tổ dốc hết lực lượng ra đấu với Luân Hồi đạo tôn, liều mạng chiến đấu. Hai tiên thiên chí bảo hủy thiên diệt địa, rốt cuộc Luân Hồi đạo tôn cũng bị áp chế. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn sừng sững ở trên cao. Vô Cực Thiên Tôn lộ ra vẻ bất nhẫn: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn đuổi tận diệt cùng sao? Vô Cực Thiên Tôn cao giọng nói: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thắng rồi, tại sao ngươi còn không chừa cho một đường sống đi? Giang Nam ngước lên nhìn hai thiên tôn, lắc đầu nói: Nếu ta thua thì các ngươi có khoan dung độ lượng hay không? Vô Cực Thiên Tôn im lặng, Đạo Không Thiên Tôn cũng lặng im. Kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng lớn đến không thể tưởng tượng, nếu như bọn họ thắng sao có thể khoan dung độ lượng đây? Bọn họ sẽ dốc hết sức chém giết địch thủ, giảm thấp kiếp uy, dành đường sống cho mình. Tồn tại cỡ thiên tôn không cần nói dối, dù có nói dối cũng không lừa được Giang Nam. Đạo Không Thiên Tôn lên tiếng: Nguyên Thủy Thiên Tôn, tịch diệt kiếp cuối cùng của ngươi sắp đến rồi, bây giờ ngươi đuổi tận giết tuyệt, không sợ khi tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ sẽ có người chứng tận cùng đại đạo, giết môn nhân đệ tử của ngươi và chính ngươi hay sao?
Giang Nam lắc đầu nói: Tận cùng đại đạo sao? Ta đang chờ người như vậy đã lâu rồi. Nếu các ngươi có thể chứng tận cùng đại đạo thì hãy tính đi.